Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vì sao mình cưới? Mình tên là CJ và đây là vợ mình Obi. Bây giờ CJ và Obi sẽ cho hai cô chú 5 giây để giới thiệu bản thân mình cho khán giả ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị khán giả. Chúng tôi là cặp vợ chồng được xây dựng hạnh phúc trong thời kỳ bao cấp của đất nước. Năm 1982, tôi là Mai Trọng Chính, công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Vợ tôi là Tô Thị Quế, trước đây là công tác tại Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng mình rất là vinh dự có cơ hội được ngồi đây cùng trò chuyện cùng với chú Chính và cô Quế. Cô duyên thì đã khiến hai cô chú gặp gỡ nhau vậy? Cô chú thì gặp nhau là trong cùng một cơ quan. Thì ngoài công việc thì mỗi người làm một bộ phận khác nhau. Nhưng mà có những cái buổi mà mình đi xếp hàng để mình mua cái thực phẩm mà nhà nước phân phối cho ấy. Chẳng hạn như là mua đậu phụ này, mua thịt này, thì thường là mình xếp hàng ở căng tin. Rồi. Từ cái ánh mắt đầu tiên gặp nhau. Ôi trời, tình yêu sân cháy kìa. Cũng có những cái thiện cảm. Hai nữa là cô chú là cùng quê. Cho nên là cô thì ở Nghệ An, chú ở Hà Tĩnh. Thì hai cái tỉnh hồi xưa thì cũng là gần nhau và gọi là Nghệ Tĩnh. Thường là một. Vâng, cho nên là đấy là cũng những cái yếu tố mà nó có cái thiện cảm ban đầu. Mà ấn tượng nhất là cũng là từ những cái xếp hàng, mua thực phẩm. Wow. Nhưng mà ngày xưa thì thấy lại là cả nước chia sẻ một cái gọi là một hoàn cảnh. Cho nên là cảm giác như là có một cái sự đồng cảm rất là lớn giữa con người với con người, đúng không chú? Wow. Cô đã có ấn tượng gì là đầu tiên? Cô thì cô thấy là một người đàn ông mà cũng xếp hàng chịu khó để mà mua như thế này thì cô nghĩ là rất chịu khó. Và tự nhiên cô cảm thấy có một cái gì đó mà kiểu như có một cái cảm tình. Có cảm tình, đây là những người đàn ông chịu khó đấy. Bình thường thì người ta có thể gửi cho một cái bà nào đó trong cơ quan hộ nên đây để trực tiếp đi mua. Đấy, thế thì cô bảo thôi, anh đưa đây tôi mua cho. Thì cô chú có thể chia sẻ cho bọn cháu là những cái nắm tay đầu tiên, hoặc nếu như mà đi sâu hơn một chút thì là nụ hôn đầu tiên như thế nào không ạ? Ngày đấy cô chú nó khác hẳn bây giờ. Cô ở tập thể cùng với lại bốn cô nữa thì chú cứ đến chơi chung với cả mọi người đấy thôi. Chứ nói thật là cũng không có chỗ nào mà đi chơi. Không có một cái hàng quán gì đâu, cái thời bao cấp nó thế. Chỉ duy nhất là có một cái công viên, hoặc là công viên Bách Thảo. Nó chỉ có duy nhất một cái công viên đấy thì là cũng có một hai lần là chú rủ ra đấy chơi. Thì chú rủ đi chơi và thì có thế nào mới rủ đi chơi, đúng không? Đúng rồi ạ. Thì chứ còn bình thường thì không rủ đi chơi. Mà lúc đấy rủ đi chơi là có vấn đề rồi. Đó. Lớn rồi. Thì ra đấy thì là chú là người chủ động, cũng có hôn không. Nên cô sợ là. Ui. Ra là cô rất sợ. Ui, đấy có phải là hôn đầu đời của cô không? Thì gần như là thế. Gần như là thế. Vậy thì tại sao cô lại sợ à? Sợ, nói thật là rất sợ, bởi vì là cô nghĩ người phụ nữ lúc đấy cái chi tiết rất quan trọng. Tưởng cứ nghĩ là người nào hôn mình là phải người đấy cưới mình đó. Chứ còn ngoài ra không có ai hôn mình hết. Đấy, như thế, rồi lấy mình mà không biết được người ta có lấy mình không mà người ta hôn mình. Thì lúc đấy cô sợ như thế thì cô có chia sẻ với chú không? Cô có nói với chú là em sợ không? Có chứ, cô sợ chứ. Cô nói là sợ. Nhưng mà cháu nghĩ là chú còn sợ hơn, lúc đấy chú phải lấy hết can đảm của cô đúng không? Sau bao nhiêu lâu cô mới kiểu có thể thoải mái hơn để nắm tay này rồi hôn là không cảm thấy sợ nữa? Thực ra hồi đấy thì nó không như bây giờ, tình yêu nó là chân thật, nó không lãng mạn như bây giờ. Tức là nói như thế nào mình nói đấy? Đấy, có thế nào nói đấy. Thế sau đó thì là hai người cũng cứ nấu ăn chung với nhau. Đấy, nấu ăn chung với nhau. Hồi đấy xong không những là cô chú nấu cơm với nhau mà ví dụ trong phòng ấy, trong phòng ví dụ mấy cô lại chung nhau lại nấu này. Rồi là hoặc là trong phòng của cô có mấy cô đấy thì một hai cô đấy lại chung nhau với hai anh nào đó ở bên phòng ấy nấu ăn với nhau. Nói chung là để kiểu như là
gọi là để cho tình vui, cảm cho nó vui, cho nó không đi ăn tập thể nữa, nấu mình tự nấu nó ngon, nó theo sở thích của mình. Cô chú yêu nhau bao lâu thì quyết định kết hôn ạ? Cũng đâu gần một năm thôi. Chỉ gần một năm thôi ạ. Đơn giản. Bởi vì thế này nó có những thứ nhất ấy là cũng đã đến tuổi gọi là các cụ gọi là cập kê, tức là đến tuổi phải lấy vợ lấy chồng rồi. Vâng. Hồi đấy mẹ cô cũng hay nhắc lắm. Bắt đầu dụng rồi đúng không? Mỗi lần cô về cũng bảo là con học ra trường rồi, con đi làm rồi, con phải lấy chồng đi. Con gái có thì thôi. Vâng. Cháu xin lỗi là hồi đấy là cô bao nhiêu tuổi ạ? Hồi đấy cô mà lúc yêu chú là 26 tuổi. À. 26 tuổi. Còn chú ấy thì là 27. Lúc đấy là chú 27. Cô chú thì quen nhau cũng gần một năm thì bắt đầu mới về thăm hai quê. Vâng. Thì chú nhớ nhất là một cái dịp mà trước Tết, hình như trước Tết thì cô chú về quê, sau đó vài hôm khoảng độ chú tuần, sang đón chú cô, sang đón cô về để nghe cho biết quê. Wow. Đấy. Xong đó lại chú lại về nhà cô để biết quê của cô. Wow. Đấy, để cho hai bên gia đình biết. Ui, là gặp gia đình luôn. Hồi đấy thì rất là ô tô, xe máy, rồi máy bay là những cái phương tiện rất là hiếm. Thế thì cô chú ở từ Hà Nội về đến quê thì cô chú sẽ đã di chuyển bằng phương tiện nào? Cô chú đi từ Hà Nội về đến Vinh để đi tàu hỏa. Vâng. Nhưng mà từ Vinh về đến nhà chú là cỡ khoảng 50 cây thì phải đi xe đạp. Wow. Đi xe đạp. Ô, thế là chú cứ cô cứ ngồi đằng sau xe đạp và chú đạp cô về. Vâng. 50 cây mà đạp xe như thế thì mất bao nhiêu lâu hả chú? Ôi giời, mấy tiếng đồng hồ. Mà xe đạp là phải mang từ ngoài này về. Gửi tàu hỏa. Gửi trên nóc tàu hỏa. Em thấy khó khăn không? Oh my god. Sáng hôm sau ấy, và cô ở lại đấy vào đêm, và sáng hôm sau thì thấy bố của chú này với lại ông anh ấy bàn nhau là sẽ sang nhà cô chơi luôn. Ui. Thế là cô lúc đấy cũng bối rối, bởi vì sao cô cũng báo về nhà cô, mà bây giờ nhà chú mà đi sang nhà cô lại cũng phải là gần 100 cây. Tôi nhớ là hôm ấy là gia đình tôi đi, ông bố tôi đi một xe đạp, ông anh đi một xe đạp, còn tôi một xe đèo cô. Mệt nhất là tôi, bởi vì tôi phải đèo cô. Nhưng mà khỏe nhất thì vẫn là bố tôi. Ôi trời ơi, bởi vì bố tôi là thứ nhất là có động lực, là kết hợp cái buổi sang thăm là coi như cũng làm cái lễ chạm võ luôn. Thì tôi nhớ như là hôm ấy trong cái làn xe của tôi là có hai con gà và một mấy gói bánh. Còn dọc đường ấy, đi sang Nghệ An ấy, thì bắt đầu mới ghé qua một nhà mua một cái buồng cao, trầu cao nữa. Và như vậy là lên đến nhà gái thì cũng là vào sầm sầm tối rồi. Cũng con gà ấy thì nhà gái cũng tiếp nhận và thịt gà luôn. Mà chi tiết mà cô rất nhớ đấy là dọc con đường đi từ nhà chú sang nhà cô, con đường ven sông, con đường là gọi là ven sông, lúc đấy ở ven sông đấy là để sông Lam mà thuộc Nghệ An, thì đi theo con đường ven sông Lam, còn đi đến nhà chú ấy, thì lại qua sông Lam rồi thì sang bờ đê sông La, sông La thuộc Hà Tĩnh, sông La thuộc Nghệ An, thì hai cô chú đều có hai dòng sông rất là đẹp, đã đi vào thơ ca rất là nhiều đấy, đi vào cái thơ ca nhạc họa nhiều lắm. Thế thì hôm đấy cô nhớ nhất là hai con gà dọc đường cứ gáy ỏ liên tục ấy. Wow. Rất là thương. Đến nơi trời sầm sầm tối thì gia đình lúc đấy nhận lễ hai con gà vào buồng cao, nó đơn giản như thế đấy. Và thôi, thế là thôi, gà đúng không ạ? Gà luôn đúng không? Hóa kiếp luôn cho chú gà sống trống đó để mà làm cơm tiệc nhà trai. Đám cưới của cô chú diễn ra như thế nào ạ? Đám cưới của cô chú thì thời kỳ bao cấp nó rất đơn giản. Thứ nhất là về thông tin là không có, tức là ngay bản thân cô báo về bên quê ngoại cũng không tới. Viết thư nhưng mà thư không nhận được. Cho nên là chỉ bằng thư ở quê là không có ai ra. Thì ở ngoài này chỉ có hai ông anh, một ông anh thôi nhỉ, đi bộ đội thì ở ngoài này.
cái giường đôi ấy là do cơ quan cô là bán, gọi là bán theo giá bao cấp, tức là cái giường này là đáng lý ra phân phối cho ông thủ trưởng cơ quan cơ, nhưng ông thủ trưởng cơ quan chê không lấy. Thế thì cái anh trưởng phòng ấy bảo thôi thì Quế sắp cưới rồi thì Quế lấy cái giường này đi. Thế là có được mua với giá phân phối ấy. Thế là được cái giường đôi ấy. Đấy, chứ không thì là đang ý định là hai cái giường một ghép lại đấy. Hồi đấy cũng cưới nhau đều hai giường một của hai người ghép lại với nhau, tất cả đều thế hết. Và hai người sẽ ở chung một nhà hay là vẫn là như thế nào? Hai người lúc đấy tất nhiên là phải ở chung, nhưng mà không được một nhà đâu. Mà một cái căn hộ phòng 18 mét, 18 mét mà chia cho hai vợ chồng. À, hai đôi ở trong phòng 18 mét. Như vậy là sẽ có 4 người. Vâng, 4 người. Ui. Chúng tôi thì ở ngoài, còn gia đình nhà một đôi vợ chồng ở bên trong. Thì ngăn cách giữa hai gia đình là treo cái mảnh rido như kiểu này. Đấy là buồng tân hôn đấy. Không thể tưởng tượng nổi. Thế sau bao lâu thì cô chú đón em bé đầu lòng ạ? À, sau một năm. Tức là cưới vào tháng 3 của năm 82. Thì đầu năm 83 thì sinh em bé gái đầu lòng. À. Thế quá trình mang thai của cô ở trong cái thời kỳ bao cấp như thế có vất vả không ạ? Bởi vì là vô cùng vất vả. Vất vả lắm. Tại vì mình ăn luôn thiếu chất mà. Ăn uống lúc đấy gạo thì người ta lúc thì độn hạt bo, lúc thì độn với lại mì, hôm nào được, tháng nào mà được độn mì sợi là thích lắm. Tại vì cái mì sợi hấp vào trong cơm thì nó ngon hơn là cái hạt bo. Hạt bo kia nó còn nguyên cả vỏ. Thật ninh, thật dư lúa mì đấy, như kiểu cơ lục thường hạt lúa mì ăn thiếu chỉ ăn thế. Từ gạo thì thường là không phải như bây giờ gạo đưa lên để thậm chí còn thấy mốc, nó mốc xanh ra cơ đấy. Thế khổ lắm, rất là kỹ, phải vò rất là kỹ, thế chặt bằng chất gì mà mình chẳng có cái gì để mà bồi dưỡng cả. Lúc đấy không có tiền là một, thứ hai là đi ra chợ thì cũng họa hoàn lắm mới có, mới nhìn thấy quả trứng, mới nhìn thấy mỡ tép, mỡ tôm. Bởi vì tất cả là ở mùa dịch, đã bóc mỡ tép, mỡ tôm. Tất cả trong mùa dịch hết. Lúc đấy ai mà tăng ra được đem ra bán, cũng sợ. Chỉ có gọi là quen nhau thì bán cho nhau, mà mang ra chợ là người ta bảo tiểu thương. Cái thời bao cấp nó là có cái thái như thế đấy. Mà với lại đồng lương thì rất là eo hẹp. Đấy. Cô nhớ là lúc đấy về là thử cứ chung lương lại với nhau ấy, thì cô cứ phải tính tháng có 30 ngày thì làm sao mình chia đủ cái số lương đấy cho 30 ngày. Để bữa ăn ấy thì mình có một tí trứng, tại vì thịt thì có nửa cân, hai vợ chồng có một cân cả tháng. Thế nhưng mà khi mà có em bé rồi ấy, thì lúc đấy lúc mà đang mang thai em bé là cô đã nghĩ đến phải làm thêm rồi. Thì hồi đấy bọn cô phải làm thêm là khâu cái găng tay ra. Hồi đấy cái găng tay ra chị của chú này làm kế toán ở bộ ngoại thương. Thế là ở bộ ngoại thương thì họ mình xuất khẩu cái găng tay ga đi các nước á. Thế nhưng mà bằng xuất khẩu hàng gia công thì lúc đấy là những người làm ở đó là họ được nhận, họ cắt bằng máy cắt rồi xong về mình cứ khâu luôn cái da vào để xuất khẩu. Thế là bà chị bà nhận giúp cho đấy, về làm. Thế là cứ hết giờ làm việc là bắt đầu về nhà và bắt đầu là vừa nấu ăn để vừa làm cái đó. Thế tối ăn xong thì hai vợ chồng cũng ngồi làm. Cái việc làm thêm như thế thì có đem lại cho cô chú cái nguồn thu nhập không? Nói chung là chỉ thêm một tí thôi chứ còn không nhớ nhiều. Hồi đấy là một đôi đâu có hai, hình như một đôi là có năm hào. Lương lúc đấy là tính bằng đồng. Mà một đôi là năm hào nó cũng được. Chỉ có điều là rất đau tay. Lúc đấy cô nhớ cô chửa 6 tháng nhưng mà vẫn ngồi làm. Ngồi làm mà nhiều khi là em bé đang làm là em bé hình như muốn mẹ đi ngủ hay sao là em bé đạp một cái. Là nhắc mẹ về đi ngủ đấy. Cái quá trình chuẩn bị để mà có con đầu lòng thì có gặp khó khăn gì không ạ? Nói thật là lúc đấy là cách gì cũng khan hiếm. Thì cô xin cái màng cũ ấy, cái màng cũ
màn cũ lắm, hoặc thế là cô xin được cái màn đấy rách và đen như thế, ông cô về cô bỏ cái rách đi, trong chỗ nào còn nó thì cô cắt thành những cái tấm vuông như cái tã này, cô cắt thành từng miếng như thế và cô ngồi cô cứ khâu, cô khâu khâu viền xung quanh lại thôi, và bắt đầu cô cho vào cái nồi, cái nồi nồi to, cô luộc nó lên, luộc cho ít xà phòng nữa, luộc nó lên cho đánh gọi là tẩy đấy. Thế xong là cô xếp lại bàn chồng này, một cái màn là cô làm được khoảng 20 cái tạ như thế. Thế trong đó là những cái đồ cũ của người ta cho thì ít thôi, bởi vì người ta vẫn giữ lại thì để sinh đứa thứ hai cũng khó đâu, hoặc là người ta cho bà con của họ đầu tiên cái đã rồi mới thế thì cũng không khó đâu. Có cô nhớ là có bà chị dâu mà tức là chồng vợ của anh chồng con có cho 1-2 bộ sơ sinh bé thế thôi, còn cô làm như thế. Và cái thời đó cái vải diềm bâu nó cứng lắm, nó rất cứng, thì là lại bán theo tem phiếu, mà cô mua cái vải về nó cứng, cái vải mà các cụ ngày xưa lại còn nhuộm nâu để mà bạn may váy đấy, may váy các cụ ở quê là phải nhuộm nâu để cho nó cứng thêm như cái mo ấy, như cái mo cao để mặc váy. Nhưng mà đấy, cái vải gọi là vải diềm bâu thì cô cũng chỉ được mua cái vải đấy thôi. Thì cô mua về thì cắt cành chéo để làm tã cuốn, và cái vải màn mà cô nói lúc nãy là lót ở dưới đít em bé. Xong rồi khi mà em bé đi ra tè ra hoặc là bĩm ra ấy, thì mình lại đưa vào nước mình xả đi, xong rồi mình lại giặt phơi ra, xong lại dùng tiếp. Chứ không có bỉm như bây giờ. Không phải như bây giờ là bỉm sạch sẽ gọn gàng, cho nên suốt ngày giặt rũ phải giặt rũ. Cô mà đang trong tháng ở cữ ấy, thì cô để nghĩ là sợ chú đi làm về lại vất vả, mà cô tháng ở cữ cô phải kiêm nước, hay là cô lại xin một ít giấy loại mà người ta vứt đi, tài liệu người ta vứt đi, cô vò thật mềm ra, xong cô lót lên cái tấm vải màng vải xô đấy để cho nó khỏi bẩn ra xô thì chú đỡ ra. Thì em bé ị ra đấy, ị ra đấy thì là cô vứt cái giấy đấy đi thì nó đỡ nhiều. Nhưng mà rất khổ thân là em bé, vì là em bé đang trong tháng thì người ta bảo là miệng quan chôn trẻ mà nó cứ xì xà xì xoẹt luôn, thế là cứ một ngày nó phải đến hàng chục lần đi như thế. Thế là cứ mất vò giấy lót đấy, mất bao nhiêu là giấy, thì như thế thì cũng đỡ chứ không kịp là tã. Nhưng mỗi tội như thế là nó cũng đau đít nó. Cái giấy nó giờ sao cũng cứng. Nói chung là một cái thời vô cùng, bây giờ kể ra các cháu không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi là thực sự luôn. Bây giờ đến lúc mà chúng ta bắt đầu tiết lộ những cái xấu của nhau. Bây giờ đến lúc mà cô sẽ kể bát tật xấu của chú và chú cũng sẽ kể bát tật xấu của cô. Cô thì chị thấy chú là nói chung rất tiết kiệm lời khen. Hầu như cô, chú chưa bao giờ chú khen ai một cái gì. Chứ còn đừng có nói cô thì lại hoàn toàn không bao giờ khen một cái gì. Tất nhiên là đã ai cũng vậy thôi, cháu các cháu cũng như chú chứ không phải là cô. Tất nhiên mình thì hiểu này, ai cũng thế, ai cũng thích được khen chứ. mà khen là phụ nữ nữa, đúng không? Nhất là phụ nữ nữa, ai cũng thích được khen. Mà thực ra thì chính cháu cũng vậy mà cô cũng vậy, chúng ta có nhiều cái đáng để khen chứ, đúng không? Chứ không phải là không đáng khen. Nhưng mà chưa bao giờ cô được một câu. Thật ra nói thì mình phải nói thế, mình phải tế nhị ra nói. Đúng rồi. Thật ra là cô chưa bao giờ chưa nói, nói thẳng ra ấy, nói thẳng ra thì nó giống kiểu cô sẽ thắc mắc là sao anh không bao giờ khen em cái gì cả, thì chú sẽ nghĩ là cái gì phải khen, tôi lấy cô về. Kiểu cô phải thế nào thì tôi mới cưới chứ, sao cái gì phải khen kiểu đấy. Lần thứ hai của chú là gì ạ? Khó nói lắm. Bây giờ cháu phải tìm mọi cách để cháu moi được con số này. Có một cái mà cô cho cũng là xấu là thế này, đàn ông ấy người ta phải quảng đại một chút đấy, ví dụ như là vợ có sai sót cái gì chỉ nói một lần thôi, không nên nói lại đấy.
là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là có một cái sai sót gì của vợ ấy, nó chỉ nhỏ thôi thì mình coi như là không có. Nhưng ở đây thì có thể lại còn nói đi nói lại để thành ra vấn đề to. Đấy. Thì thực ra thì chú thì cũng xuất phát từ cái sự nó là bột phát. Bột phát của con người bộc trực thôi mà. Chính vì cô nghĩ thế chứ cô coi đó cái tính xấu đấy là cái xấu đáng yêu. Đúng rồi. Sống lâu nhưng với mà, nhau. Nhưng mà giá mà. Ví dụ như cô đánh rơi một cái cốc. Chú có thể nói, thế là to một cái cốc rồi, lần sau em cẩn thận nhá. Thì như thế có phải rất thoải mái không? Nhưng có thể chú lại không nói như thế. Làm ăn thì hậu đâu. Thế là, ôi dồi, cô tí cô buồn, đúng không? Cô buồn quá. Bởi vì dầu sao nó cũng vỡ rồi. Mà có thể là nói một lần, có thể nói lần thứ hai. Đấy. Còn những người những cái việc rất nhỏ thế thôi. Nhưng mà người rất rõ thì nhỏ thế thôi. Nhưng mà nó nhiều, nó tích tụ lại thì ra hoa. Cảm thấy trong mình nó không được thoải mái. Rồi là trở thành một cái gì đó mà nó cũng cứ nó phai nhạt những cái gì mà mình rất là trân trọng, rất là đáng yêu. Rồi. Ở cái đối tượng của mình. Vâng. Ba tật xấu của cô. Bây giờ mình kể hai thôi cho công bằng. Rồi, hai cái thôi. Thoải mái. Ba cũng được hoặc năm cũng được. Giờ cô rất tự tin đấy là. Ok. Đấy là tâm thái của kẻ thắng cuộc. Nói chung thì cũng không thể gọi đấy là tật xấu. Đó là những cái chuyện nó sinh hoạt bình thường hàng ngày thôi. Thì đối phụ nữ thì nhìn chung mà nói thì phụ nữ là hay đói. Tức là một cái điều gì xảy ra thì phụ nữ phải nói nhiều hơn là ông khoảng 2-3 lần. Và chính như vậy là làm cho cái sự khó chịu của người đàn ông. Thì đấy là một cái nhược điểm thôi. Tức là nó okay. Nhiều. Và... thực ra đừng nói nhiều quá. Anh cứ mắt sang em như thế. Hay làm gì đâu. Sao có phải liên hệ nhau nhỉ? Nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn người ấy làm vợ hoặc chồng. Ôi, thật nhanh, tuyệt vời. Không cần phải suy nghĩ. Chứng tỏ là cặp đôi này gọi là một tình yêu đích thực. Gọi là cái gì? Càng cưới nhau lâu thì càng đúng thấy đúng. Đây mới gọi là tình yêu tri kỷ à? Người tri kỷ của mình. Tôi thích tình yêu của thời đó hơn là tình yêu của giới trẻ bây giờ. Wow. Được. Nói thích thì cũng không đúng. Nhưng mà chú không muốn là cuộc sống nó xuất phát lại trở về xưa. Đấy. Tức là cái tình cảm giữa con người đối với nhau ấy, thì tôi nghĩ là như xưa thì nó rất là tốt. Nhưng mà nó phải sinh ra trong một cái hoàn cảnh mới. Luôn luôn đổi mới. Nó có nhiều cái sức sống hơn. Chẳng hạn như là điều kiện về tinh thần, điều kiện vật chất nó phải như ngày nay mới là tốt. Wow. Tức là chú muốn luôn luôn muốn và luôn luôn mong là giá như ngày xưa có cái chính sự cải thiện hơn về mặt kinh tế, về mặt tinh thần đúng không? Nhưng mà cô thì lại rất là hài lòng và cảm thấy mãn nguyện với cái giá trị tinh thần và tình yêu của cô chú đem lại từ ngày xưa. Cô đồng ý với lại thích cái tình yêu ngày xưa là vì sao? Vì nó chân thật, nó giản dị, nó đến với nhau rất là chân thành, không màu mè, không yêu cầu, không đòi hỏi một cái gì cả. Nó khác hẳn với bây giờ. Nếu như để được nói vài lời với giới trẻ bây giờ về tình yêu, đưa ra một lời khuyên thì cô chú sẽ khuyên các bạn trẻ bây giờ như thế nào? Tôi có thể nói ngắn gọn hai câu. Tức là biết nhiều nhịn, biết chia sẻ thì sẽ hạnh phúc. Còn cô ạ, cô có muốn đưa ra một lời khuyên từ phương diện là một người phụ nữ trong gia đình không ạ? Cô cũng đồng ý với lại cái hai câu nói của chú. Nó chỉ đơn giản thôi, biết nhường nhịn, biết chia sẻ. Và thêm một tí nữa, bé là biết chấp nhận. Vâng, thật là đắt giá. Và chương trình ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình của chúng ta. Các bạn hãy nhớ bấm nút subscribe, bấm nút like và nếu mà các bạn có một điều gì mà các bạn muốn chia sẻ thì các bạn hãy comment ở dưới phần comment. CJ và Obi xin chào quý vị và hẹn gặp lại.
Rồi, dạ, xin mời anh. Thì mình xin thì mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. À, là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về, đúng không? Cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Yeah. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì đó. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu. Cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok. Rồi. Nghề nghiệp của mình là gì? Ở bên đó là bên gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng đó, phân loại hàng hóa, sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác, người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau, chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm rồi đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được 1 năm. Được 1 năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì cái tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi đâu. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, thân ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi, mình nghĩ cũng cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang hộ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bên đó, vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ ở bên. Nhưng mà gốc nhưng Việt. Người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Trước khi mình qua Úc định cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn nó hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, em sẽ được cư lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào đâu. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó
nó tới vậy chứ là phần mình thấy không có học tính á, chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp, nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mình không muốn đi sâu để mất công, mình mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, giải khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai. Tại vì anh đó thì chưa, anh chưa có mẹ, anh là thần tượng chứ không có nói chung là bạn anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 23 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải đi xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được chứ? Không? Thì được. Bây chứ giờ bảo lãnh được rồi. Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, anh hiểu không? Quốc tịch giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp, em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có, những người ta không muốn đi nữa. Không quan trọng, không phải quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi anh thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức lợi dụng hoặc là cái thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, 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 cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà. Nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao, cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok. Rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được ha. Dạ đúng rồi. Một xíu thôi.
Thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Ừ. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà, chứ không có... Trời, nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Thì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay ấy thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính em thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn khóc tình ta nạn ta. Em cứ... Nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Rồi, có yêu cầu thì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Tối anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha. Rồi, bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995. Quê quán Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Ừ. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Ừ. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Ừ. Là tiệm sửa chữa xe là cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Ừ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc, là thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết. Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Ừ. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, muốn có người đồng hành. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đấy với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ em đang có ý định
sắp tới 10 triệu. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm tầm thì 100-200 gì. Ừ, tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba anh trai em, gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi. Thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá cái gì? Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình về nữa này. Ừ. Vậy nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi. Để làm thì lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải hả, dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó bị khá hơn. Còn nếu mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ, 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài. Còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm. Còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài hình về nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người con gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ. Tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Mình về mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lẻ gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người Việt Trung được.
ưu tiên người miền Trung rồi còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung mà miền Trung chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, những Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang dự em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó? Em về quả hả? Trung quen quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đồ. Ừ. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ừ, ok. Rồi cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. À, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm cái